Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình mà mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tựa game Far Cry 4. Nói chung thật sự là nãy giờ mình chơi một luồng luôn chứ không phải là hôm nay hay ngày mai vậy. Nói chung là vậy. Thì ok, để mình làm tiếp nhiệm vụ nè. Và hình như đây là tập cuối cùng rồi. Phần cuối cùng luôn. Tại vì nó kêu là mình chuẩn bị đánh vào cái tòa nhà chính của thằng Pagan luôn rồi. Cái nhiệm vụ này có lẽ là mình sẽ tấn công thẳng luôn. Với lại mình chỉ cần có một vài nhiệm vụ nhỏ lẻ nữa là mình tới luôn cái nhiệm vụ cuối cùng rồi. Nên mình sẽ cố gắng làm hết trong tập này luôn. Wow, what the... Ok. Ôi, chúng ta chuẩn bị kêu gọi anh em lên đi chiến đấu nè các bạn. Ồ, quá đã. Tao lấy một xe nhá, tụi bay đi xe còn lại đi ha. Ok, mình còn đúng 3 skill mà thôi. Ok, để mình tới lấy cái này cái đã. Mình nói thật là mình cũng chả biết nâng cấp cái gì nữa. Nhưng mà mấy nhiệm vụ trước thì nó cho mình skill khá là nhiều. Mình cũng chưa có thời gian để nâng cấp và chọn kiểu gì cho nó thích hợp. Lẹ mày, đi, nhanh, đó, ok. Lái xe như đúng rồi, tránh đường ra cho bố đi coi. Gọi là cái này mình đang vừa sử dụng auto drive. Nè, đang đi tới chỗ đó, đang đi chỗ đó. Ôm mày đi đâu vậy? Đi hướng này mà. Nó phải thanh niên. Bây giờ là mình tự đi thử, đi một mình luôn nè. Phải thanh niên đi gì đâu mà đi giữa chừng cái quẹo phải, đáng lẽ nó đi đường thẳng này mà ta. Chúng ta phải tới cái chỗ đó luôn. Rồi đi, chúng ta vô trong cái khu vực của tụi nó luôn rồi nè. Trong cái khu màu vàng rồi. Rồi chúng ta tới rồi. Ôi nhỏ kia cầm RPG quẩy lên nào, quẩy lên. Ô tướng đúng bóp luôn á. Cầm RPG mà bắn cái gì đúng rồi. Thành trì hoàng gia và là này chắc là nơi ở của thằng Pagan nè. Ok, xong vào. Attack a fortress. Ok. Này thì đúng không, mình nhìn. Trời ơi. Mấy thằng này mà mặc đồ châu bò lắm rồi sao mà đứng đó mà nhìn là không hề quan tâm gì hết á. Cái đây. Đứng đó bắn. Ồ, cái này có phải công nhận cái này mạnh thì mình mới mua hồi nãy luôn. Mà không ngờ là đam nó cao vậy, bắn đúng một phát chết luôn. Cái này đã. Đạn nhiều nữa chứ. Này thì bắn nè. Sao còn đứa nào ra? Ra hết luôn đi. Đây chắc hết. Đó, một phát headshot quá hay. Đâu còn đứa nào ra hết luôn đi ha. Ủa cái gì vậy? Cái gì nguyên ngọt? Wow, RPG ghê vậy. Ra đi. Đâu, tụi bay đâu hết rồi. Ôi phải thanh niên trèo tường. Nó chạy đi hướng nào vậy? Này thì trèo. Vỡ lên. Đây, thanh niên trèo tường đây. Đây, vừa mới trèo cái bị bắn vỡ không? Phải công nhận cái này đạn nhiều kinh khủng. Nhiều lúc cũng không sợ hết đạn nữa ta. Đây, một đống thanh niên ở đây. Ôi, thanh niên làm như tạc xăng, trèo gì một đống, ăn 30 mấy cưng. Này thì trèo. Ăn tiếp nè. Ôi, chứ hay nào thông minh như tụi này. Chơi đây, có thằng như đây nè. Đâu, ra đi, đứng trốn cho nó làm cái gì. Ok, mình nghĩ là chắc phải lấy C4 hay gì đó. Mà tụi nó trèo tường cơ. Đúng rồi, cần gì C4, trèo tường đi. Ok, đánh nào. Vãi thanh niên gì? Ôi, cái gì vậy? Vừa mới trèo lên là tụi nó phá ra cái cửa này nè. What the fuck? Tụi tao mới phá tí, sớm hơn tí là đỡ tao biết mấy. Ôi vãi, heavy kìa. Giờ nói chung là mình cũng không ngán nào hết á, bắn kiểu gì cũng chơi được hết á. Cho nên heavy có ra cũng chả xoắn. Wait. Đúng rồi, hên quá. Súng ngắm đi, mấy hàng heavy này phải sử dụng súng ngắm thì mới xử được mấy hàng này. Ôi. Nghĩ sao vậy? Cái thằng này là phải bắn ngay đầu nó thì nó chết liền luôn. Rồi chết tiếp nè, anh mình hôm bữa này mình mới nâng cấp cái máu. Nó lên tới 5 thanh rồi. Giờ nói chung là cũng không ngán nào hết á. Inner gate. Ok. Nói chung là phải cái phái cánh cổng này mình chắc mình nghĩ là mình để coi mình hạ hai thằng hai bên đó. Ủa cái này đam cao vờ lờ ra. Biết thế là sao mình dùng ở trong mấy cái tập trước ta. Ok. Ôi súng đạn quá trời luôn nè. Đã vờ lờ ra. Cái thành trì thằng này cũng có nhiều thú vui ghê nha. Bắn cho đã rồi cũng có đạn nạp lại. Cái thằng quỷ này mày ra coi. Ngồi làm gì trốn trong đó hoài vậy. Vừa đi bắn súng mà vừa có cái nhạc nữa, vãi nhạc. Nhạc nghe cứ như là lên đồng vậy đó. Bắn kiểu gì cũng chú. Rồi mình hết grenade luôn rồi. Nãy mình có như mình chọn hết trơn rồi. C4. Cho ăn 2 quả là cái cổng này đi liền gì. Đúng rồi. Nhanh nào. Có hàng gì nó spot rồi nè. Gọi là fuck you bitch. Ôi mình lấy được một quả C4 rồi nè. Ok, xong lên. Ôi. Mấy hàng gì mình ra luôn đi, cái thằng này. Ừ thôi chú xử nó giùm anh đi. Đi vô trong cái đã. Rồi một đống luôn. Cái khu này sao mà nó đông mà sao nó cù bắp thế nhờ. Lính gì đâu mà ít ha. Mình cứ tưởng là nhiều lắm ấy chứ. Cái gì đây. Pagan Min nữa mới ghê chứ. Cái gì đây. Từ nay là cái thành gì là của anh. Chính thức giành lại, ok. Sao, có gì ra hết luôn đi. Ủa, có thằng mini map mà ta. Ủa, nó đứng đằng sau lưng mình nãy giờ luôn, what the fuck. Vãi thanh niên. Thanh niên từ nay tỉnh một cách level map mà không làm cái gì cả. Ôi, thằng kia hình như vừa mới lăn đụng nó chết hay sao ta. Wey, hello. Quá đẹp, một phát vừa mới rớt ra, headshot. Ok này đam cao vờ lờ ra. Bắn kiểu gì bắn chỗ nào cũng chết liền không mà chứ không có lâu. Mình tưởng mấy hàng này trâu bò lắm chứ. Ai ngờ tụi nó cũng đâu nó nôi trâu. Khi mà dùng cái súng này là bắn vài phát là chết liền luôn chứ. Ôi thanh niên dùng súng mà mấy đồng đội mình chơi dùng cung không vậy. Cái gì vậy trời. Quay. Ok còn ai nó ra hết luôn đi. Vừa mới nói nè. Ok headshot mình rồi, bắn chuẩn quá chuẩn. Cái gì chạy đâu hoài vậy này, trốn nè. Ôi máu. Thôi nên là mình có đem mấy cái đồ huyết thanh á, chứ không là chết chắc với tụi này rồi. À mình phải chiếm điểm đấy đã. Nó có 3 điểm lên trên đó là mình phải chiếm hết 3 điểm luôn. Từ từ để mình chiếm xong cái điểm này ra. Gì đây, cái gì đây? Tôi thấy trên minimap nè. Đứng trong đây mình nắp ra luôn đi, cái thằng này. Coi lên. Ok chứ. Ơi nó nghe này nữa nè. Cái thằng đứng ngay cửa bọc lót không à. Chạy đâu vậy? Ôi, headshot quá, cây này headshot tải ghê nha. Phải công nhận. Ôi cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Rồi mình hết cái đồ chích thuốc luôn rồi. Giờ phải chơi bằng tay luôn. Điều hồi máu bằng tay thôi chứ sao giờ. Come on man. Ok. Cái gì nữa vậy? Bắn gì nó khí thế vậy? Đông vãi đái. Ôi máy trượt thăng. Nghĩa là có thằng ngồi lái bay nè, mình bắn cái thằng đó kìa. Ôi súng nhắm được không ta? Nào nó làm ơn bắn cái thằng này giùm cái đi. Máu trò bò quá ha. Đúng rồi, RPG ghê, quất nó em. Quất nó liền em. Em gái đẹp gái ghê. Con cầm RPG quất giùm cái thôi. Trong đây có đạn RPG mà mình không có súng RPG mới tục chứ. Ok. Đừng bắn. Ủa nó bắn rồi nè. Ôi em gái quá đẹp gái luôn. Vừa mới ra là bắn luôn cả cái chiếc máy bay bằng RPG luôn rồi. Ok mình chiếm được trụ sở chính này nhá. Capture the HQ nè. Rồi tự nhiên mình vừa mới xài cái đồ chích một cách lãng xẹt kìa trời. Mình còn 2 điểm nữa. Ôi, đứng đem trốn. Ôi trâu bò vãi đấy. Còn 2 điểm nữa. Để mình đi xuống ở đây cái đã. Đi đường kia chắc áp phê đó. Ok, nó chết rồi. Mình phải chiếm luôn cả cái kho đạn với cái kho mà thông tin liên lạc gì đó. Qua khu bên này cái đã. Ok. Chiếm nào. Mà mình vô đâu ta? Chắc trong khu này gì? Đang capturing. Ôi, 2 thanh niên. Tỉnh và là. Ôi, thằng này mặc giáp á. Bắn gì mà không chết. Chết đi mày. Gần có băng đạn nè. Vợ lên. Ok, tiếp nào. Ồ, có địch vô, có địch vô. Ồ, tụi nó vô tới, Ồ, đi trốn qua đã, Đây, đây. Chú bước ra coi. Này thì bước ra. Đi chỗ khác, bố đang tập trung chiếm mà. Ok, chúng ta đã chiếm được luôn cái điểm này rồi. Đây là kho đạn nhá. Hàng chi đạn nhiều phải đấy. Ê, đi lộn đường rồi anh bạn. Đâu, cái khu còn lại đang ngay đây nè. Chắc là cũng chỉ mình nghĩ là cũng chỉ có vài thằng trong đây nữa thôi. Ôi, cái gì vậy? Ui, hết máu. Rồi, phải thanh niên. Rồi chúng ta phải ở trong khu vực tới khi nào mà chúng nó bị chiếm. Từ đó để mình hò máu ra. Tụi này nó bắn rác quá. Nãy đó nó bắn mình cũng không để ý nữa. Mình cứ tưởng chỉ có một thằng thôi chứ mình nhào vô mình xông vô quất luôn. Mày nữa, thằng này. Nay chiếm một vơ lơ. Làm màu mè hóa. Ôi nhìn tay nè. Kiểu gì mà cũng có thể móc đạn ra được hết. Nhìn thấy với tận xương chai thịt chóc ra hết rồi còn gì nữa. Thằng này mấy cũng về gọi cho bò lắm. Ok, chúng ta xong hết rồi nhá. Chúng ta phải bảo vệ cái khu country yard nữa là xong. Này thì chạy lên, ai cho chú chạy lên đây. Đâu, còn ai ra hết luôn đi ha. Mình rất là hoan nghênh với mấy chú nào thông minh và dũng cảm. Cứ xong lên hết là rồi tôi sẽ tiếp. Và là chạy cái gì đúng rồi. Đây, xuống xe. Này thì xuống xe. Ok, còn thằng ở đây nữa là xong gì? Ôi, cái này gọi là vũ khí tối thượng. Chống là cái cuộc tấn công cuối cùng. Ở đâu, cái gì vậy? Chứ tụi nó phá cửa vào đây chăng? Nên nhớ là đây là cái thành trì của thằng Pagan Min nhá. Mấy chú làm gì cũng nên cẩn thận đi. Ý, cái gì vậy? Cái gì đây? Ôi, sao toàn xe không vậy? Xe không là xe. Tội xe vãi đái vừa mới lúc bắt đầu ra muốn cho chết rồi. Tại sao hết đạn quá the fuck? Nó quá đẹp. Ôi nó một lần 2 chiếc xe luôn. Mà vãi thanh niên đứng bắn nè. Còn ai nữa không ra hết luôn đi ha. Ôi xe kìa. Sao chú không ra đây đứng nè. Đứng chỗ đó cái khúc tường này nó che hết bạn rồi còn đâu nữa. Vừa mới nói xong. Quá đẹp. Còn ai nó không ra sẵn tiện ra luôn hết luôn đi ha. Ôi vãi thằng có chữ thang nữa luôn. Ôi fuck you bitch. Bố chú chết chụp thằng nhá. Get off bitch. Rồi. Quá đẹp. Ok còn ai nữa không ra hết luôn đi. Ôi mình được cộng thêm skill nè. Từ từ để lát có gì coi skill là sau đó. Chúng ta tập trung bắn đi nè. Thành trì của thằng Pagan Min sắp là của mình rồi. Cái gì đây? Vãi thanh niên. Ôi 3 thằng bắn 1 thằng bựa thiệt. Thằng này nó cũng cho bò lắm. Ok để nó kêu mình xuống đây thì sao ta. Để mình giết nốt mấy thằng này ra. Mấy này kiểu như lính mà. Chú nghĩ sao vậy? Ôi cây này đam cao mà đã thiệt luôn á. Ôi tụi nó vô nữa kìa. Mình nghĩ là mình nên trụ lại tiếp cái chỗ nãy hoặc là thôi ra quốc luôn đi, còn có mấy thằng chứ mấy. Ôi hay quá. Còn em cuối cùng vậy là nó vừa mới té xuống nó cũng chọi được quả bom cho bằng được, nó cũng vậy là thì vãi thanh niên vậy đạt. Tôi chơi này nhiều lắm rồi, bị tán nhiều lần lắm rồi nên phải rút kinh nghiệm thôi. Không thể nào mà để tán gì hoài được. Tôi hiểu chú mà, lại gần chú để chú tán vô mặt tôi vào cái là dân đùng mất 2-3 canh máu sao? Đừng có ngu. Có lẽ chúng ta phải thông as cái bức tượng này. Oh yeah. Ôi RPG có sẵn luôn nè. Đợi chúng ta làm nhiệm vụ thôi. Đây cưng. Happy New Year luôn. Ôi ôi, tượng bằng vàng sắp đổ rồi, cứ nhâm như trong phim Clash of the Titans. Release the Kraken. Ok, Pagan Min gọi điện luôn nè, và là I'm not being metaphorical. Do you know how many artifacts I had to melt down to get it made? And poor Eric standing there for God knows how long just to pose for it. Well, what's done is done. And dinner's nearly ready. Sabal, I got the gate open. I'm heading for the palace. The royal guard is counterattacking. We can't support you. I'm going in. Kira, be with you, brother. Ôi ôi ôi, vãi, nhạc nghe hay vờ lờ ra. Nhạc kiểu này nó giống như là kiểu cái loại nhạc gì mình cũng chả biết nữa, mình nghe nó hay. Cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là cuối cùng rồi, tìm gặp Pagan Min. Nhưng mà để mình upgrade cái skill đó, mình có tới 7 cái skill luôn. Mẫu rồi đó, được 6 thanh rồi đó, làm cho hết nhiệm vụ rồi mới upgrade được cái vụ máu. Rốt cuộc là cũng không được cái gì nhiều. Ok, giờ chúng ta sẽ đi gặp Pagan Min để giải quyết mọi chuyện cuối cùng. Lên xe nào, đi. Lên. What the fuck. Nhiều lúc bấm enter gì mà cũng không chịu cho lên nữa. Mounted gun. Ok, thôi chạy đi luôn đi. Ok, đây là mình nghe cái mission cuối cùng. Giải quyết mọi chuyện luôn. Xử lý hết. Giải quyết mọi chuyện ngay tại đây. Lúc đầu mình cũng không nghĩ là mình có thể hoàn thành sớm từ game Far Cry 4 như thế này. Nhưng mà hoàn thành sớm thì từ game này cũng khá là hay. Có lẽ là mình sẽ có dành thời gian cho nhiều cái dự án khác hơn nữa. Chứ không có thể là vừa nào mà vừa một cái game này mà vừa thêm cái game kia tại một thời điểm. Thì lúc đầu mình cũng tính là như vậy đó, nhưng mà Far Cry 4 thì nó hơi quá so với mình cũng không thể nào mình kiểu như có thể tập trung mà chơi hết được. Mình trước giờ cũng chưa hề chơi qua một tựa game Far Cry 4 nào, Far Cry nào mà nó ra hồn. Nhất là Far Cry 3 mình cũng đã, nói thật là mình đã từng chơi rồi, nhưng mà nó cũng không ra hồn là mấy. Mình chỉ chơi cho vui vài ba mission chứ không có chơi hết. Với lại không có thời gian, với lại mình cũng không thích Far Cry kiểu nó cho lắm. Nhưng mà có Far Cry 4 này, do là mình cũng làm clip cho nên mình cũng chịu khó cố gắng chơi hết. Nhất là bị troll này nọ, chơi đi chơi lại cũng khá là nhiều lần chứ không phải là chơi một lần là qua được. Chứ nói về bây giờ chơi một lần là qua được thì cũng khá là khó. Ok, chúng ta đã tới được cái chỗ ở hoàng gia rồi. Dinh thự rồi chứ, biệt thự hay gì luôn rồi nè. Ok, chắc là đây là nhà của Pagan Min rồi. Mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc ngay tại đây. Ok. Ôi ôi, trong đây nó đều đi, nó là quằn quằn thế vậy. Gì như chỗ cúng vậy, what the fuck. Come in. I apologize for the austerity I sent to help home. Chances are you shot them on your way in. Now, before we begin... To whom am I speaking? The son who returned to scatter his mother's ashes, or the lunatic who has murdered his way to the top of my mountain? If I was speaking to the first guy, then I would say, sit down, let's be civilized, enjoy some food. But we tried that before, didn't we? At our first meeting? You sat right here, Paul was off applying voltage to the nipples of your rude little plus one. I stood just like this, and what were my exact words? Ah, stay here. Enjoy the Crab Rangoon. Don't move. I'll be right back. Now, if you had just listened, just waited for me, then we would have come back here straight away, together, and scattered your mother's ashes. So then you must be the second guy who didn't listen, decided instead to join the other monkeys. And start throwing his shit around. But I'll tell you what. I call a do-over. I say you have two choices. One, you could shoot me, boring, or you could sit down, enjoy some food, and you and I will go scatter your mother's ashes together. Mình khá là thích cái tính cách của anh chàng này, cho nên mình nghĩ là mình sẽ không giết anh chàng này đâu. Thì rồi là anh chàng này có nhiều cách tính hay, với lại cũng chỉ là độc tài thôi mà cũng đâu đến nỗi nào phải giết cái thằng này. Cho nên thôi mình sẽ không bắn nó, để xem nó sẽ làm gì mình sau cái chuyện này. So, who did you kill? Is it Amita? Sabal? Doesn't really matter. I already know. I just want to hear you say it. Fuck you. My goodness, boy, you didn't even blink. Well, you do realize that you're just giving away your country, right? It's yours. It's always been yours. Kirat is yours. I pulled you off the bus in the first place to pass it on to you. I suppose you could take it back. You're halfway there. One down, one to go. Not that I want to put ideas in your head. At least now we know. You have a taste for doing what it takes. Well, no more putting it off, I suppose. Well, come on. And don't forget your mother. You do realize that urn represents all that's left of the old Ajay. The pre-Kirat Ajay. Once you spread those ashes, all the ties you have to that previous life are gone. And then what happens? Well, I suppose you could do what I did after Mohan killed Lakshmana. Oh, you didn't know that, did you? Huh. Yes, your father killed your half-sister, and then your mother killed him in return. I simply continued where she left off. I killed so many people for them. But then I realized I was only using Lakshmana's death as an excuse to do whatever I wanted to do. Just as you use those ashes as an excuse to do whatever you want to do. Damn if it isn't fun. Well, you finally made it. You know, the one and only time I walked into this place, I came in a sane man and came out like this. You will come out a king. Well, go on then. Do what you came here to do. Ok, chúng ta đã tới được cái nơi mà chúng ta cần phải làm ngay từ ban đầu. Đặt cho cốt của má Ajay Ghale lên chỗ này. Place mom with Lakshmana. What the fuck. Ui, được cộng 500 SP nè. Và là lên nào, bỏ vô. Rồi, câu chuyện có thể là kết thúc ngay tại đây rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem series Far Cry 4 của mình. Và trong thời gian tới mình sẽ tìm thêm nhiều game mới hay và để làm tiếp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hiện tại thì câu chuyện chưa kết thúc tại đây đâu. Đây là cái cảnh cuối cùng đây. You chose to fight your own people. When you sided with Amita, you chose to desecrate your own heritage and spit on the gods. Now you kneel before the Tarun Matara, asking forgiveness. No. No. Where was that forgiveness when you butchered your brothers and sisters? You committed crimes against the gods themselves. So I say to you, today, you chose to cut your own throats, not me. Wait. Bhadra. She is Tarun Matara now. Sins against the gods can only be washed away with blood. There must be a cleansing for us to move forward, brother. Eventually, the Tarun Matara will understand that. Will you? Hầu như từ lúc ban đầu là mình đã bị mấy cái thằng cha nội này lừa rồi. Không những chỉ một mình Amita khốn nạn mà đến nỗi thằng Sabal nó cũng rất là khốn nạn. Thì đằng nào hai bên nó đều cũng không tốt với nhau. Thôi thì giết nó cho rồi. Cái lũ khốn nạn ta đó không có nhiều thời gian rồi gặp tụi bay nữa. Pagan nó cũng đã làm một cái điều đã làm cho ta rất là bực mình rồi. Giờ tới thêm thằng Sabal nữa. Có lý do gì quá vờ lờ ra. Rồi cuối cùng nó cũng đi giết người dân của nó thôi. Vậy tụi bay sống làm cái quái gì nữa vờ lờ. Hầu như nguyên từ game này chẳng lẽ nó cho người chơi như từ đầu. Với cái mục đích của thằng Sabal với Amita đều được mục đích xấu. Tụi bay muốn nắm quyền đây hả? Và là nếu có chuyện đó đâu ha. Cuối cùng gì đâu mà toàn cái nhân vật gì đâu không. Này nó cũng đâu có tốt lành gì đâu. Vậy mà mình cứ tưởng nó tốt. Ok, và mọi chuyện mới đây tới đây mới gọi là chính thức kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem qua. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể vào đầu năm mới với nhiều tựa game mới hơn và hấp dẫn hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và mình sẽ cố gắng phát huy thêm. Ok.